Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cổ phiếu VFS có giá cao hơn 98% so với giá trị thực. Ngày 18 tháng 8, báo Đức Việt có bài bình về cổ phiếu của VinFast. Theo đó, giá cổ phiếu VFS cao 98% so với giá trị thực. Đất Việt dẫn một tạp chí quốc tế tiếng Anh cho biết, sự thật, tình hình tài chính của VinFast không mấy khả quan. Lỗ ngày càng nhiều, doanh thu giảm, Hãng xe này lỗ 2,1 tỷ đô la vào năm 2022 và đang trên đà đốt cháy nhiều hơn nữa trong năm tài chính hiện tại. Hình ảnh bài trên báo Đất Việt. Đất Việt liệt kê 4 lý do khiến cổ phiếu VinFast có thể được định giá cao hơn 98% so với giá thực. Đó là thứ nhất, đánh giá kém về một sản phẩm không có gì khác biệt. Thứ hai, khả năng yếu kém để thành công trong thị trường xe điện Hoa Kỳ. Thứ ba, định giá quá cao. Thứ tư, người trong cuộc kiểm soát hầu hết cổ phiếu. Đất Việt dẫn một tạp chí quốc tế khác nhận định vừa mới lên sàn, cổ phiếu VinFast đã giảm gần 19% xuống còn 30,11 đô la và tiếp tục giảm 10% xuống còn 27 đô la vào ngày 17 tháng 8. Số lượng cổ phiếu giao dịch giảm trước khi sáp nhập SBAC đã góp phần khiến cổ phiếu biến động mạnh Người phát ngôn của VinFast xác nhận rằng khoảng 84% nhà đầu tư Flexbet đã rút tiền trước khi VinFast ra mắt, dẫn đến số lượng cổ phiếu có sẵn để giao dịch ít hơn. Trên thực tế, tình hình tài chính và kinh doanh của VinFast không mấy khả quan. Xe VF8 không bán được tại Mỹ và hãng vẫn đang chịu lỗ ngày càng nhiều, doanh thu giảm. Kết thúc quý 1, VinFast lỗ 598 triệu USD, tăng so với khoảng lỗ 411 triệu USD của năm trước. Cùng lúc, doanh thu từ việc bán xe giảm khoảng một nửa, còn 65 triệu đô la trong quý đầu tiên. Đất Việt cho biết, VF8 của VinFast đã nhận được những đánh giá khủng khiếp, ví dụ như những lời phàn nàn về VinFast VF8 năm 2023 có chất lượng hoàn thiện không tốt, dẫn đến việc xe bị thu hồi vì lỗi màn hình. Mô hình cho thuê pin EV theo kế hoạch của VinFast cũng đã bị hủy bỏ vì không ai muốn trả tiền cho điều đó. Đất Việt cũng dẫn tin từ các hãng tin quốc tế cho hay, doanh số bán hàng của VinFast tại Mỹ rất nhỏ. Tính đến tháng 7, VinFast chỉ bán được 128 xe tại Mỹ sau 5 tháng mở bán. Theo VinFast, 45 trong số đó là vào ngày đầu tiên. Hình ảnh mẫu xe VF8 không được chào đón tại thị trường Mỹ. VinFast bị cho là cũng phản hồi kém về các tin tiêu cực. Công ty này được cho là cố gắng báo cảnh sát về một người đánh giá tiêu cực, điều mà họ thường làm ở Việt Nam. Đất Việt dẫn nhận xét của giới chuyên gia cho biết các khả năng cần thiết để giành chiến thắng trong ngành công nghiệp EV đặt ra những rào cản đáng kể đối với một hãng xe non trẻ như VinFast. Đây là lý do tại sao hãng xe này cần phải cải thiện hiệu suất. Michael Dunn, giám đốc điều hành của công ty tư vấn xe điện jojo go cho biết vinfast đặt mục tiêu cho thuê pin như một điểm khác biệt trên thị trường nhưng phản hồi từ khách hàng là điều đó quá mập mờ gây bối rối trong khi đó khách hàng liên tục phàn nàn về việc hệ thống bị treo chất lượng sản xuất và màn hình đáng nói vinfast phải triệu hồi các lô xe vừa đem qua mỹ để sửa lỗi màn hình không hiển thị khi lái xe khiến cho tài xế không nhìn thấy đèn cảnh báo hoặc các biểu tượng điều khiển. Sự cố dẫn đến việc thu hồi xe vào tháng 5 năm 2023 là do lỗi phần mềm. Bên cạnh đó, Đất Việt cho biết thêm các đánh giá về xe điện của VinFast không được tốt và giá khởi điểm thì quá cao so với các đối thủ, dẫn đến doanh số bán hàng tại Mỹ chậm lại là điều đương nhiên. Tương tự như ở Việt Nam, VinFast đề nghị trả tiền cho khách hàng ở Mỹ, Canada và Việt Nam nếu xe của họ bị hư hoặc gặp vấn đề nghiêm trọng về chất lượng, khoản thanh toán sẽ lên tới 300 đô la trở lên, tùy thuộc vào các điều khoản của hợp đồng dịch vụ. Điều này có thể không thoải mái chút nào đối với những người chủ sở hữu. Họ chỉ đơn giản là muốn chiếc xe điện của họ vận hành mượt mà, không phải nhờ cứu hộ giữa đường như nhiều xe VinFast tại Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin cổ phiếu VFS có giá cao hơn 98% so với giá trị thực. Tài năng của Phạm Nhật Vượng Ngày 17 tháng 8, trên trang Facebook cá nhân của Lâm Bình Duy Nhiên có bài Đánh bóng tên tuổi, bình về tài năng của ông Phạm Nhật Vượng. Tác giả cho rằng, nhiều người khen, phục và nể Phạm Nhật Vượng. Đối với họ, Vượng là một thiên tài của cả nhân loại. Tác giả tin rằng, Vượng cũng có tài, từ buôn bán kinh doanh đủ thứ, đến sản xuất mì tôm tại Ukraine mà làm trùm về nhiều lĩnh vực tại Việt Nam, thao túng thị trường để trở thành tỷ phú tiền đô, mấy ai làm được. Hình ảnh status trên trang cá nhân của tác giả Lâm Bình Duy Nhiên. Nhưng tác giả bình luận, cái tài của anh ta chỉ là cái tài của kẻ lưu manh, được thời, có sự bảo kê và đồng thuận của giới chức, cộng sản, mới tạo điều kiện để anh ta thành công như diều gặp gió, vơ vét tiền tỷ để làm nên triều đại Vingroup tại Việt Nam tác giả dẫn thông tin từ báo chí trong nước khi họ không ngừng đưa tin về khối tài sản vượt con số 77 tỷ USD đưa Phạm Nhật Vượng, theo ghi nhận của Forbes, trở thành người giàu thứ 16 trên thế giới và thứ hai ở châu Á, cập nhật theo thời gian thực. Theo tác giả, chỉ sau một ngày, giá trị tài sản rồng của Phạm Nhật Vượng đã tăng tới 73,45%, tương ứng với 32,7 tỷ USD. Và tác giả nêu vấn đề liệu có một chiến thuật nào đó tung tiền tỷ để mua cổ phiếu VFS của VinFast nhằm làm tăng giá trị cổ phiếu trong ngày đầu ra mắt ngày 16 tháng 8 năm 2023. Mọi giả thuyết đều có thể xảy ra đối với VinFast và đối với Vượng khi đằng sau là cả một hệ thống mafia đỏ đang hậu thuẫn công ty này. Tác giả mỉa mai, cái gì cũng phải ầm ỉ đi tắt đón đầu và cả treo đầu dê bán thịt chó để đánh bóng thương hiệu của mình. Chỉ 6 năm nhưng xe hơi của Vượng đã muốn vượt mặt những tên tuổi khổng lồ và uy tín khác của thế giới. Tác giả đánh giá khối tài sản kết xù của Vượng vẫn luôn nằm trong tầm ngắm của giới lãnh đạo cao cấp của Việt Nam. Vượng nằm trong tay ai, được ai bảo hộ trong cuộc chiến tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng Cộng sản? Cần nhắc lại, Phạm Nhật Vũ, em trai của Vượng, từng lĩnh án 3 năm tù vì tội đưa hối lộ. Tác giả nhận xét, Phạm Nhật Vượng bỏ tiền làm xe, đánh bóng thương hiệu Việt Nam, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, bất chấp thủ đoạn kinh doanh không minh bạch, phải chăng cũng là một hình thức làm vừa lòng chế độ để tránh bị rơi vào cảnh tù tội tán gia bại sản. Hình ảnh tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Tác giả cho rằng, sự thành công của Phạm Nhật Vượng mang hơi hướng của giới tài phiệt Nga sau khi chủ nghĩa cộng sản bị xóa bỏ số phận của giới tỷ phú nga cũng nằm trong tay putin sống hay chết tất cả đều do ông chủ độc tài của điện kremlin quyết định số phận của phạm nhật vượng cũng nằm trong tay ông nguyễn phú trọng hay một nhân vật lãnh đạo cao cấp khác mà thôi tác giả tiếp tục bình luận cái tài hay sự lưu manh của vượng cũng sẽ chỉ là một giới hạn nhất định cuộc chơi vẫn tiếp diễn khi sự giới hạn ấy vẫn còn cho phép tài sản tiền tỷ usd tăng vọt VinFast vượt hãng này hay hãng kia, Phạm Nhật Vượng có trở thành người giàu thứ mấy trên thế giới, tất cả cũng chỉ đủ mua vui cũng được một vài trống canh. Chỉ vì trong một xã hội độc tài toàn trị, chỉ có một thứ luật pháp duy nhất đó là luật rừng, luật của kẻ mạnh, của kẻ cầm quyền. Đồng quan điểm với bài viết này, Nick Hoàng Văn Đặng viết, những tên tài phiệt bẩn của Việt Nam như Vượng, Quang, Hùng Anh đều sống ở Nga và Đông Âu, chúng đã áp dụng thủ đoạn của bọn tài phiệt mafia nga thời hậu cộng sản biến tài sản quốc gia thành tài sản của cá nhân về việt nam tất cả những tên tỷ phú usd đông âu như vượng và đi cùng với bọn quan chức cao cấp bẩn của đảng cộng sản việt nam cướp đất ở khắp việt nam từ đất bọn chúng đã có nhiều tỷ usd chia nhau chúng đã đẩy hàng triệu người dân việt nam vào cảnh mất đất mất nhà những tên cướp như vượng sớm muộn gì cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của trời đất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin tài năng của Phạm Nhật Vượng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, thời báo chấm